Trong suy nghĩ của nhiều người Việt Nam, hạt gạo không chỉ là lương thực mà còn là kết tinh của trời, của đất, là hạt ngọc trời cô đọng mồ hôi và biết bao công sức của người nông dân trên đồng ruộng. Cùng với sự phát triển của hạt gạo là những yếu tố văn hóa nổi bật, gắn liền với các truyền thuyết dân gian, cũng như có rất nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc đã ra đời từ nền văn minh lúa nước. Trong đó, không thể không kể đến nghệ thuật múa rối nước, một trong những sáng tạo đặc biệt của người Việt. Là người Việt trẻ, team Magnification One mong muốn mang những yếu tố văn hóa truyền thống của đất nước vào các tác phẩm của mình. Chúng tôi muốn thể hiện một tinh thần giao thoa giữa sự trẻ trung, hiện đại và nét đẹp văn hóa truyền thống. Và chúng tôi hiểu rằng văn hóa như một dòng chảy và mỗi người chúng ta như một giọt nước, nhiều giọt nước cùng bên nhau và đi về một hướng sẽ tạo thành một dòng chảy. Nếu như chúng ta cảm thấy văn hóa Việt Nam chưa có gì để so sánh với thế giới, ta hãy đi tìm xem mình có bỏ sót điều gì không. Nếu thực sự không có những gì như chúng ta mong đợi, thì hãy cùng với chúng tôi, Team Magnification One, tìm hiểu xem những điều đặc biệt của văn hóa Việt. Chúng tôi làm được, chúng tôi sẽ làm được, đó là tinh thần của Magnification One. Sự vĩ đại sẽ đến từ những điều nhỏ bé. Đó cũng là điều chúng tôi muốn thể hiện và sẽ làm tất cả để thành công bằng cả trái tim khao khát truyền cảm hứng. Đơn giản, bởi Magnification One là những người Việt trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ.